Xin chào các bạn, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của công ty cổ phần Hảo Phương. Kênh YouTube được phát sóng định kỳ hàng tuần nhằm mục đích là chia sẻ những kiến thức bổ ích và thiết thực về các thiết bị tự động hóa cũng như các sản phẩm điện công nghiệp. Nếu như các bạn là một fan hâm mộ của kênh YouTube công ty cổ phần Hảo Phương thì chắc hẳn các bạn sẽ nhận ra một điều đó là từ đầu chương trình đến bây giờ mình chưa chia sẻ cho các bạn về loại thiết bị công tắc báo nghiêng của hãng Camsa Automation. Có khá là nhiều bạn đã inbox và hỏi mình về loại thiết bị này rồi. Vậy thì ở tập này hãy cùng nhau tìm hiểu về loại thiết bị này nhé. Mình là Nhi Lê và chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu với nội dung chính của ngày hôm nay thôi. Let's go! Công tắc báo nghiêng được thiết kế khá đơn giản và thường được treo trên trần của bồn chứa. Đầu tiên, nguyên vật liệu dạng rắn sẽ được đổ vào bồn chứa hoặc các silo. Khi mức nguyên vật liệu tăng dần, tác động vào làm công tắc bị nghiêng một góc hơn 17 độ. Lúc này, viên bi bên trong công tắc nghiêng bắt đầu lăn và kích hoạt công tắc lưỡi gà bên trong, phát tín hiệu đầu ra của một relay on-off. Hệ thống sẽ ngưng và không thêm nguyên liệu vào bồn chứa nữa. Khi nguyên liệu được sử dụng vơi đi, công tắc nghiêng sẽ quay về trạng thái thẳng đứng, công tắc lưỡi gà sẽ bị tắt, hệ thống sẽ kích hoạt lại và tiếp tục đổ nguyên liệu vào bồn chứa. Vậy là các bạn đã vừa cùng Nhi xem xong video clip nói về quy trình hoạt động của công tắc báo nghiêng này rồi. Chắc là sẽ có khá là nhiều bạn thắc mắc về ưu điểm của loại thiết bị này đúng không nào? Loại thiết bị công tắc báo nghiêng này có khá là nhiều những cái ưu điểm mà Nhi không thể nào không bật mí cho các bạn. Đầu tiên, nó là một thiết bị có cấu trúc đơn giản và có thể chịu được tải trọng của các vật liệu dạng hạt nặng. Một ưu điểm nữa mà các bạn nên biết đó là nó có thể áp dụng để đo các giới hạn trên, giữa và dưới. Chưa hết rồi nha, thiết bị này còn có một ưu điểm hấp dẫn khác, đó chính là nó không cần nguồn điện. Vì vậy mà các bạn không phải tốn bất kỳ một chi phí nào cho dây điện. Wow, vậy nó giúp cho chúng ta tiết kiệm được một khoản kha khá luôn đó. Và cuối cùng, thiết bị này là một trong những dòng sản phẩm của hãng Camsa Automation. Vì vậy, các bạn đừng quên là Hảo Phương đang là nhà nhập khẩu và phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam đó nha. Xem xong video clip ngày hôm nay, chắc các bạn đã hiểu rõ hơn về thiết bị công tắc báo nghiêng rồi đúng không nào? Hãy nhanh tay nhấc máy và gọi ngay về số hotline 1800 6547 để được tư vấn và đưa ngay máy về nhà nha. Mọi thông tin liên hệ chi tiết mình có để phần mô tả bên dưới đó. Cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm và đồng hành cùng Nhi xuyên suốt trong các video clip vừa qua. Nếu như các bạn có những đóng góp hay những cái câu hỏi thắc mắc muốn gửi về cho nội dung ngày hôm nay thì cứ comment bên dưới cho Nhi nha. Với những bạn nào đã và đang theo dõi kênh YouTube của công ty cổ phần Hảo Phương thì đừng quên like và share cho video clip ngày hôm nay nha. Còn đây là lần đầu tiên của bạn, hãy nhấn nút subscribe để nhận được nhất cho những video clip tiếp theo. Mình là Nhi Lê, xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau nhé. Bye bye.